Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Nguyên Som Bếp Nhà Tôi. Đậu hũ Tứ Xuyên là một món ăn khá phổ biến ở Việt Nam và cũng như là nhiều nước trên thế giới. Mỗi nước sẽ có cách nấu khác nhau, giống như Nhật, Hàn và Hoa. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu đúng theo kiểu của người Hoa nha. Mời các bạn cùng mình vào bếp để làm món ăn hấp dẫn này nhé. Wow, các bạn thấy có hấp dẫn không nè? Mình chúc các bạn sẽ thành công với món đậu hũ Tứ Xuyên nha. Món này ăn rất là lạ và vị rất đặc trưng của người Hoa. Mùi lại thơm và có vị cay nồng tê tê nhẹ. Ăn sẽ rất là hao cơm lắm nè. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian để xem video nấu ăn của Nguyên Som Bếp Nhà Tôi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm like và share, chia sẻ video này với bạn bè. Các bạn bấm chuông đăng ký subscribe để xem tiếp những video mới của mình nha. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye!